Ai uống ai cái hũ chú hột này rồi ta ngâm hổng rồi thở luôn rồi rồi đây gột sổ bóp ta cũng uống luôn rồi. Bữa nay ngày giỗ của bà, còn mấy đứa con đi học ăn xa chưa về kịp nha bà ơi. Con à, con dạ. Hai đứa con vô đút ngang cho má con đi. Dạ tía. Tía qua đây ngồi đi tía, anh cho hai đứa con đút ngang tía. Ê, gì đâu mà có mấy đứa con gì đâu mà đám giỗ của má đó mà sáng vậy nó chưa về kịp nữa. Đút ngang cho má tụi bay. Má đi ăn cơm má ơi. Còn với cái để chị cầm cho. Chiều cao hơi khiêm tốn nha. Nè hai đứa con lại đây ngồi cho tía nói chuyện con cái. Ủa Thơm, bà hằng nghe đâu mà từ sáng giờ tía không thấy nè. Ba ơi, dạo này ảnh lu bu lắm, khách bao ảnh đủ thứ hết trơn, anh đâu về được ba. Cái gì? Hằng nghe cái này là làm che bao luôn hả? Che bao gì ba? Sao con nói khách bao nói gì đó? Trời ơi tía ơi, có nghĩa là khách Năm đó, chạy xe. Chú Năm chạy xe, rồi đúng ra chú Năm về kịp rồi. Nhưng mà cuối cùng là khách người ta đi tiếp, người ta đi con đường đó đó rồi người ta đi tiếp nữa rồi chú Năm về không kịp, về không kịp cúng má. Đúng dạ, rồi ba. Lo chạy xe nó không về được. Dạ, anh chạy bận rộn lắm ba. Hao hao ham tiền chứ thiệt thiệt đám giỗ má cũng không chưa về được. Nên tụi mày biết tụi mày vậy. Còn thằng Tâm chồng mày đâu rồi chi? Trời. Tí hỏi ngộ không? Từ lúc con lấy ảnh về tới giờ một năm ảnh về nhà có 2 ngày mà tía ngộ không ảnh lãnh công trình tuốt với Cà Mau chứ rồi giờ ảnh... Hãy con điện thoại con kia nó về đám giỗ má nó. Công trình đang đê đê chứ về không có kịp. Mày cũng biết tao là lúa là tao không biết xài điện thoại đâu. Tía ở nhà tía ăn đám giỗ với hai đứa con đi có gì đâu mà. Đúng rồi đó tía có con được rồi. Còn bao hết nhà này luôn á. Đi mừng ăn đi chứ. Ăn đám giỗ với con nha. Rồi vậy không thấy giờ là hai đứa dọn đồ xuống đây đi rồi tía con mình ăn luôn đi. Dạ. Gì đâu nhà gì đâu mà gì đâu đám giỗ đâu mà có hai đứa con dâu không mấy thằng con trai cũng không về được nữa. Nắm là tía. Để con để ở đây đi con. Trời ơi, canh măng tí thích nè. Ngon hay con? Ê, chi? Dạ. Con ra ngoài coi khách vô gì con, mấy người sớm tí mời rồi sáng đó chắc vô gì con. Dạ. Đâu có kêu vô ngồi chung ăn với mình luôn. Món này của chị Hai nè. Chị vô nhà chơi anh chị ơi. Dạ, ngày đám giỗ má em. Dạ. Rồi mời mấy con dùng đi mấy con. Dạ. Ăn tự nhiên nha, coi như nhà của mình đi. Tí ăn đi tía. Rồi, tí cảm ơn con nghe không? Ăn nắm nhiều đi. Ê. Vợ Năm, ăn này là cực. Dạ. Ngon. Cái món này xào ngon chưa? Con chứ ai? Hết chưa? Phải măng này tí biết ở đâu không? Con. Con đi đào hồi sáng đó, con đi đào một măng hồi sáng, măng ngọt xốp mới đem vô luôn. Đúng rồi, nghiệp con quá, mưa gió còn đi đào quá. Chứ sao trời, chồng con có nhà, con gánh vác gia đình chứ sao, con đâu lớn. Tía hương hai đứa con là vậy đó. Ủa, tía. Cái gì con? Ai đó tía, ai đâu ngõ kìa. Ủa, ai, mắt tía cái là tía không gặp, con nhìn coi ai con? Ai đẹp dữ vậy tía? Ôi, trời ơi, Sài Gòn mới về kìa. Chị ba mày chứ ai? Ê, ba, mới về con. Dạ, thưa tía con mới về, tía hai em mới về. Dạ em chào mấy anh chị. Đúng rồi mời chị ba. Dạ em thưa chị ba. Nói nghe nè, vô cất đồ đi rồi ra ăn cơm với chị với tía luôn. Ra dùng cơm với tía là con. Thôi để con vô con cất vô ly rồi con làm công chuyện chứ con mệt quá con mới đi về á. Để con làm chuyện. Mấy là con mấy con đi đem đồ cho cẩm đi ra đốt nhang cho má con căn nhang đó nha. Dạ dạ. Rồi. Tôi gì đâu đẹp ghê. Trời ơi, biết sao con gái tôi đó mà nó đẹp giống là tía nó. Ê, nào giờ em chưa biết bé ba phải không? Em chưa biết luôn á. Ừ, đó, bé ba công nhận con gái gì đâu mà đẹp dữ thằng luôn á. Nói chung là con của tía là phải đẹp vậy thôi, còn hiểu chưa? Vô mấy đứa ơi, con đẹp tía. Tía, tía con mời tía. Cũng đẹp nhưng mà không bằng con gái tía. Tía, tía vô nè. Vô con. 1 2 3 vô. Tía uống hết ít thôi nghe tía. Nè, bữa nay có khách khứa nè, hai đứa con dâu đừng làm mất mặt tía nha. Nha. Nè có khách nhớ không? Tao hết, con cái gì nữa, con hết trơn rồi. Thôi có khách, có khách tía. Trời ơi tía ơi, con nói tía nghe nè, mình vui vẻ một chút đi tía ơi, khách thì khách. Đứa em nó cũng tầm nít nôi như tụi con không mà nó cũng cởi mở. Gót đi anh, đi đem gót đó, đem gót đó. Nè mấy con thấy không, thấy con gái của tía không, nhỏ bé ba không? Thấy không, nít nà thì bị không? Đó, nó hẹn với mấy con ngay từ đó giờ là không đời nào mà nó biết nhậu miếng rượu nào gì bia với mấy con vậy. Vô đi tía, con bóng mới này tía. Con cái con đặt mệt thì con nghỉ ngơi đi để cho mấy đứa chị với đứa em con làm, con đem làm cho mệt chứ. Cảm ơn chị ba. Thôi mấy chị với mấy em làm lâu rồi, con mới về để con làm cho. Thấy không?
hai con gái cô tí không? Vô đi, vô đi. Chị ba uống em cái chị ta. Thôi nhưng cái này chị muốn đâu, thôi em uống đi. Trời đó, giờ trời đó con gái cô tí là không bao giờ nhậu. Nhấp môi thôi em muốn cả. Nhấp môi miếng đi cưng. Em hồi nào giờ là năm nó chưa biết em. Thì bây giờ về không biết nhậu thì nhấp môi. Cho con kêu cái nào cũng không nhậu á. Em mệt quá chị, thôi em muốn mấy anh chị uống đi nha. Nhấp môi với em nó miếng đi chị ba. Mà thấy ăn thấy không? Đồng thời đàn bà con gái nhau. Con thấy còn nhậu với bà còn có tí không? Kêu nếm môi thì nó còn nếm mà. Nè. Chị à, con là cô giáo mà sao con làm gì con uống dữ vậy con? Không lẽ mỗi lần nhậu là tía phải nhắc con về hoài sớm ghiền nữa. Trời ơi tía ơi, con nói tía nghe nè, con bé ba nó không uống là tại vì nhiều khi nó đi về mệt, nhiều khi cái thứ hai nữa là nó sợ tía nó không uống thôi. Còn con tía nói gì, tía nói con cô giáo con uống nè. Tía cô giáo là khi lên trường là con nề nếp đàng hoàng thôi, con về nhà chói ánh chị em bạn bè dòng em út có không lâu lâu nó lại đã chồng con không có nhà tía không phải cho con tiếp đãi. Thầy nè con cũng muốn đích thôi đây, phải con phải tiếp tía rồi dọn đồ rồi nó nữa. Giờ tía tía ơi mặt tía quá, mấy con nói chuyện gì mày đút cho tía một ly luôn đi. Ơi tía nói cái gì hoài uống đi mà nói gì. Tía thỉnh đúng không, tía thỉnh phải không? Tía con lo làm ăn mấy con giỏi á, người ta còn khen nha. Cái đàn bà nhậu cứ vậy là không có ai khen mấy con đâu. Con nói tía nghe, không biết nhậu là ra đường không có giao thiệp mà ăn với ai. Ủa? Được chứ. Rồi đàn con gái. Đúng rồi, thời bữa này phải có quan hệ. Để cho tía nói nè, mà con gái của tía đó, nhỏ bé ba đó lo đi làm đó, kiếm tiền ghế cho gia đình đó, nó có nhậu miếng nào. Tía ơi, tía khen quá đi rồi mai mốt nè, tía ơi. Là con của tía, tía hiểu, hiểu không? Con của tía, tía sanh tía đẻ chưa biết. Thôi bây giờ tía gì đi, bây giờ uống con ly đi rồi tía nói gì. Bây giờ nè, bây giờ thôi xin phép mấy con nha. Tía uống với mấy con đi này nữa là tía nhận ra uống nhảy nhiều. Tôi xin lỗi mấy con nha, mấy con ngồi chơi nha. Hết trơn rồi. Còn bệnh bên đây. Quá đã. Dạ. Ôi trời ơi chị ơi, chị ơi, chị ơi, cứu em chị ơi. Đứng đàn mày thôi, nè, gót cho tía ly trà kìa ba. Để con gót trà cho tía uống nha. Ôi tía. Thấy không, thấy con gái tía không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ôi trời ơi chị ơi, 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 chị ơi. Ủa ba còn bị gì hả con? Chắc đi đường xa vậy cũng mệt. À, thấy không? Đi đường xa về mệt. Thôi mấy giờ rồi, tí nói con nghe nè. Chóng mặt nó. Bây giờ con vô phòng, con vô phòng con nằm đi. Để họ cho mấy bà, cho mấy đứa chị con nó làm. Thôi để con gốc già cho tí uống. Thôi mấy phòng con nghỉ đi. Ôi trời ơi. Thôi nó mệt rồi, chắc con bị đáp rồi đó. Này giống xỉn quá à. Không có, không có, từ đó giờ, từ đó giờ con gái vô cho là không bao giờ nhậu. Uống trà đi đó. Nó chóng mặt, không biết gì đâu. Ngon tía. Cái gì cái con chạy nó đi con vô. Thôi bây giờ nè, không ấy con vô phòng con nằm con nghỉ đi nha. Để họ cho mấy chị ngồi. Chị ngồi được không? Nằm nghỉ đi con nha. Chị ngồi được mà, chị ngồi được mà, chị ngồi được. Ơi cái bà này đứa cái nhà cái con là bây giờ dịnh cái này đi chị cho chắc. Làm gì á? Hai đứa ba làm gì á? Bây giờ thấy mấy con vô coi coi bé ba chổng nó là sao giùm tía rồi. Vô chổng coi em mày sao? Uống cái rồi đi rồi, bà uống đi. Đi em gái nhau mà tụi bay cũng phải lo cho nó gì, ngồi đây nhậu nó hoài. Con biết rồi, con biết rồi. Nó coi nó sao người tía ơi. Nhậu mà áp lực cuộc sống quá. Áp lực thì nói cho chả keo. Đi dai đi. Đi lạc hoài vậy coi. Đợi chị hai. Còn cho vụ chị hai. Ôi giờ chổng. Đây cho em cái này. Vô cắm coi em may mà đem gỗ em kia anh. Tại con mấy con không cảm này tại vì nó nhiều quá tía ơi. Tại vì nó vui quá nó vậy đó, mấy con đừng bỏ qua cho chú nha, không cảm con nha. Ê, thấy rồi nha. Ở trong này uống một mình phải không? Gái thì mị của tía. Trời đất ơi, bà con phải nhậu ghiền nè. Ăn gì chơi? Chè, nó bông nghe nè. Bừng xuân đầy đi. Bừng xuân đầy mấy về mình chơi tiếp hả? Trời,
nay mà ngày vui. Nè mà. Nè 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 ba đứa mình nè, ba đứa mình ve cái coi nè. Trời ơi trời chưa. Gấp quá để cô để tôi. Ve cái coi ve cái mấy đứa ơi. Trời ơi ba. Yeah. Chỗ này em lại coi chừng bể to, coi chừng bể cái bình rồi, của te. Đi, bể cái gì? Gọt đi, gọt đi, gọt đi. Rồi. Em nhầm cái trong mặt. Rồi, chị hai, cái gì vậy chị ba? Gọt đi, gọt đi. Ờ, gọt vô đi thôi, gọt gì nữa, khúc này là thôi vô nguyên chai luôn đi. Vô. Nha. Dạ. Vô, hai, ba, vô. Tao uống hết, cái này là tao múc trong này tao uống nữa. Ê, chị ba, cô chị hai. Ông tí ông nói cái này là quý của ông nè. Mà bà chị ba về uống hết trơn. Công nhận. Ông có cho mình uống đâu. Ông nói để dành ông đãi khách. Không cho mình nhậu ba cái chuối hột rồi đen không à. Trời ơi, cái này nó ngon thèm muốn chết luôn. Không có cho uống đâu. Ôi chị ba thử nha. Hửi miếng. Trời thơm quá. Anh được hửi miếng nè. Ừ. Trời ơi. Biết không, mấy cái lúc mà ổng đâu có cho uống đâu. Chị đâu dám uống. Chị gần gần chị lấy cái con trong đây nè. Chị xé, chị ăn. Trời bà công nhận nghe mà ăn lén không cho em ăn nhớ nghe vậy mà chị em gì. Chị em mà ăn trời mình. Trời ơi, tía khen con bà mày nghe. Tía khen con bà không? Dài lấy thơm. Cũng dài rồi. Vợ Tâm. Ừ, Tâm ơi, Tâm. Rồi tụi mày làm gì vậy? Tâm. Nhậu với làm gì? Nhậu vậy? Nè, bà thấy không? Thấy em tụi bay nè. Nó mệt nè, đi xe vậy nó mệt. Thì mày phải đưa vô phòng nằm nghỉ, làm chỗ nằm đây không? Trời ơi, tía ơi, phòng. Ở đây nằm ở đây gió mát rồi. Vô trọng đi con. Tía ơi. Tía sợ nơi chung gió đúng không? Ừ. Chị hổn giả tía. Bây giờ này, bây giờ kè, em bay vô phòng đi. Con nói tía nghe nè, té ơi, con nói tía nghe nè. Nói gì? Con bé ba nó trúng tủ. Đúng rồi đó, té rồi. Té thấy gì không? Té hả tía ơi? Trời ơi, ai? Cái hũ này của tao để tao đã cho khách quý vô làm gì mà uống cho. Đúng rồi, té hả? Cái gì đó hả? Tài uống. Ê, cái hũ vô hộp này rồi, tao ngâm hổng giờ rồi, tao hết luôn. Trời ơi, ngộn sổ bóp tao cũng uống luôn rồi. Ai nè, tao nói cho mày nghe nè. Té. Ông sao vậy? Trời cho chị ba ngủ. Mấy bà nó ngủ. Nè, tụi bay biết thương em, tụi bay thì sao tụi bay không đem về tới vô cổng cho nó ngủ rồi tụi bay cho nó ngủ vào đây. Trời ơi, chỉ to đùn vậy sao con khiêng nổi mà tiếp thêm khiêng vậy? Vì khiêng dội chứ khiêng đi gái ruột có thế mà. Cho để con nằm ở đây trúng gió rồi sao vậy? Trời ơi. Vô phòng đi con. Nào mất dạy. Ủa tí nữa nè, mày có nói gì á con ngủ mới rồi vậy? Chồng đi. Ủa qua giọng vậy? Hai đứa bay là bắt nhà mấy bà uống không? Không có tí ơi. Bắt nó ai con bắt con gái tao rồi đó giờ là không ngờ là mày nhậu nhạt kia chứ. Trời ơi, chồng không uống ai ép được tí. Kì, con nói chứ nghe nè, hai đứa con từ ngoài đi vô là con thấy nó làm hết cái bình đó rồi. Đấy, rồi mà. Nó đang múc cái bình này nữa, con mới rủ nó xuống đây. Bình này quý té luôn mấy con. Bây giờ nè, bây giờ nè, tao nói nè, nó bay như là bà trong nhà đó, nè nha. Tụi bay ở đây, tụi bay cái việc bay ở đó nha. Tụi bay ở trong nhà luôn đi, muốn nhậu xỉn, muốn làm gì làm. Này, nè, thằng già này bỏ nhà đi là cho tụi bay là ở lại đây đó. Té. Cậy ông đi mày ơi. Cái gì? Nói nghe là mỗi lần mà mình nhậu là mỗi lần ông bỏ nhà đi. Nè, mai một không ai kiếm tía nha. Mà em nói ta đi lụ đó. Nghe. Ông đi chút xíu về, ông có bỏ nhà này đâu. Đi rồi kìa, đi. Trời, lớn tuổi rồi hay giận hờn các kiểu. Nữa không? Yeah.